Hello Vansa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong cái thông tin về cái vấn đề mà đang lãnh tiền an sinh xã hội, tiền hưu, tiền bệnh, tiền già, các loại tiền đó quý vị. Thì về Việt Nam có được lãnh hay không thì vừa Vansa có like ở kênh MMV á, thì cũng có một hai cô chú có hỏi là cho xem cái form để điền như thế nào và thông tin khi đang ở Việt Nam rồi thì sẽ làm như thế nào để chuyển được cái này. Đó thì đây là cái form, em sẽ để cái link vào đây để cho quý vị điền. Quý vị điền cái tên của quý vị rồi mailing address của quý vị vào cái section 1 này. Rồi. Trời ơi, ồn quá. Rồi quý vị điền số social quý vị này. Đó, rồi tên của quý vị, tên người hưởng benefit đó quý vị. Rồi chữ ký này, rồi ngày tháng này. Rồi bên dưới này thì là điền cái địa chỉ ngân hàng, tên ở trên đó, số điện thoại, rồi account number, checking hay saving đó. Đấy thì điền những cái thông tin trong này như như vậy thôi. Thì cái quan trọng là cái làm thế nào để mà mình có thể nộp và mình có thể biết rõ về những cái này. Nhiều khi mọi người còn không biết tiếng Anh thì không biết, là nhiều cô dì chú bác còn ngại, còn không hiểu lắm. Thì đây sẽ là cái địa chỉ để cho quý vị được hướng dẫn tận tình nha, thì bác sản sẽ show cho quý vị đó. Rồi những người mà đang lãnh đang đi du lịch ở nước ngoài về Việt Nam chẳng hạn chơi thì chương trình Medicare mục Pass A thì chắc chắn là không được rồi. Thế vậy thì Pass B có được cover hay không và có bị phạt hay không nếu như quay trở lại khi mà mình không đóng Pass B các tháng. Thì trong đây có cái video ngắn thì em có cái bài hỏi chia sẻ đó, thì bác sao cũng chia sẻ cho quý vị tham khảo nha. Đó thì bây giờ sẽ vào cái chi tiết của cái mục để mà hoàn thành cái chuyển khoản ở cái bank account của cái bên Mỹ. Mình có thể chuyển tài khoản làm mở một cái bank account của bên Việt Nam và tiền hưu của mình ở Mỹ sẽ được chuyển vào tài khoản bank của Việt Nam. Đó thì đây quý vị sẽ tham khảo cái địa chỉ này và hỏi, tại vì đây nó là đại sứ quán thôi, nên không có sợ là bị lừa đâu quý vị nha. Thì em sẽ vào em show cho quý vị này. Đây thì cái này là những cái ví dụ mà họ đưa lên trên cái văn phòng của SSI, của văn phòng Social Security đó, thì họ cũng hỏi là nếu như mà tôi mà đang ở bên nước ngoài thì tôi ví dụ là ở Việt Nam này thì tôi có nhận được cái tiền lương hưu của tôi không? Đó thì họ nói là bình thường là quý vị sẽ được deposit trực tiếp vào trong cái bank account của bên Mỹ đúng không? Đó thì bây giờ quý vị sẽ có cái sự liên kết và có cái sự transfer sang cái nhà bank của quý vị ở bên Việt Nam. Thì bây giờ nó có một cái form để cho quý vị mở một cái account đó. Cái hình thức này thì rất nhiều người biết, và để biết được cái chi tiết trong cái vấn đề mà khi quý vị đang ở Việt Nam thì quý vị hãy liên hệ tới cái địa chỉ này đó để được hướng dẫn chi tiết. Đó thì mình mở cái account, mình cầm cái form đó lên trên đó cho họ ấy. Hoặc là họ nói là hoặc quý vị cũng có thể gửi qua via email đó, thì cũng liên lạc via email thì quý vị có thể gửi qua cái địa chỉ HCM này, rồi có nghĩa là Hồ Chí Minh hay sao đó, đó xong rồi có chữ C info này, xong rồi có chữ A còng state .gov đó. Thế hoặc là quý vị có thể đến cái địa chỉ American Citizen Service đó, có nghĩa là cái chỗ chuyên để mà phục vụ những cái người mà là quốc tịch Mỹ đó. Đấy thì ở cái địa chỉ là số 4 Lê Duẩn này, rồi quận 1 này, Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Đó, email đây. ACS SCMC estes.com. Đó, thì đây là cái địa chỉ để quý vị có thể đến quý vị hỏi cho chi tiết nếu như mà mình thấy mình làm online mà nó cứ ngơ ngơ mình chưa có hiểu rõ chẳng hạn. Thì mình đến cái địa chỉ này để mình hỏi nha quý vị nha. Rồi họ nói là kể cả quý vị ở Việt Nam thì quý vị vẫn có thể nhận được, cho nên là quý vị không có lo. Và đây họ cũng nói là
Đúng rồi, họ nói là cả hai địa chỉ ở Việt Nam hay ở Mỹ đều ok, không có sợ gì hết, là mình về Việt Nam mình ở mà mình lại không nhận được tiền lương hưu. Đó, bây giờ nó có cái form cho quý vị nhận luôn cả lương hưu ở Việt Nam vào cái nhà băng của Việt Nam luôn, rất là tiện lợi cho mọi người. Nhớ là thẻ xanh thì chỉ được đi dưới 6 tháng thôi quý vị nha. Over 6 tháng là sẽ vi phạm. Đó, tiếp theo là cái chương trình Medicare Part B. Part A thì vừa rồi nó cũng ở nằm trong cái bài luôn đó, nhưng mà bác sĩ đã đọc qua rồi thì không có được sử dụng trong 50 tiểu bang, bao gồm cả một số những cái đảo Puerto Rico gì gì đảo gì gì đó, 50 tiểu bang cộng thêm mấy cái hòn đảo đó là sẽ được sử dụng cái Part A này only nha, không có được sử dụng Part B. À, không có được sử dụng Part A khi mà quý vị đi ra nước ngoài, kể cả là đi thăm thân nhân hay đi du lịch. Nói chung là cứ miễn sao những cái bệnh viện đó nó không nằm trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và nằm trong một số những cái islands của Hoa Kỳ là quý vị sẽ không có được. Đó, thế còn trong cái thời gian mà quý vị đi overseas á, thì cái Part A á, thì nó auto, nó giống như kiểu là nó auto gia hạn cái chương trình của quý vị đó. Thế nhưng mà cái chương trình mà ở Part B này á, thì nó không có auto quý vị nhá, nó không có auto. Cho nên là khi mà quý vị quay trở về Mỹ á, là những cái người mà quý vị đã không có trả những cái hàng tháng phí cho cái chương trình Part B này thì quý vị sẽ bị phạt. Đó, quý vị sẽ bị penalty một cái khoản tiền để mà đăng ký lại cái chương trình Medicare Part B đó. Chứ nó không có đơn giản là thích đi lúc nào đi rồi không không dùng được thì nhưng mà họ nói là quý vị vẫn có thể trả những cái premium trong khi mà quý vị đang ở ở bên nước ngoài đó, có nghĩa là họ track cái monthly premium đó, chứ họ không có automatic họ gia hạn cho quý vị sẽ phải làm tự, quý vị làm online vẫn làm được. Thế nhưng mà họ không có tự động giống như cái Part A là họ sẽ tự động, còn đâu Part B là quý vị phải tự làm. Còn nếu như quý vị không tự làm khi quý vị ở nước ngoài thì quay trở về quý vị sẽ bị phạt. Đó, thì đây chỉ là cái thông tin tham khảo thôi, còn để biết thêm chi tiết quý vị có thể vào kênh của anh xã hội USA, thì có thể anh ấy sẽ chuyên về cái vấn đề này, anh sẽ trả lời cho quý vị chi tiết hơn. Thì Vanessa cũng sẽ nghiên cứu thêm về những cái vấn đề citizen, những vấn đề gọi là về di trú, làm visa cũng như là phỏng vấn các kiểu, thì biết đến đâu thì Vanessa sẽ lên để chia sẻ cho quý vị những cái chi tiết cập nhật mới. Ví dụ như bây giờ đang cái visa mà bị delay không có đi ngay được ở Việt Nam đó, là quý vị có thể được gia hạn, nó hết hạn thì quý vị có thể gia hạn được lên tới nó hết hạn thì được thêm 1 năm luôn. Có nghĩa là mình sẽ được quyền delay gia hạn thêm cái visa của mình thêm 1 năm, là cái tin mới đó quý vị. Đó. Rồi họ cũng chia sẻ thêm US citizen who, người mà những người công dân Mỹ mà sống ở nước ngoài mà khi đã tơn đến 65 tuổi đó là sẽ người mà không có eligible cái chương trình này thì không won't have to pay higher premium. Chương trình này họ đang nói về cái tiền phạt khi quay lại Mỹ. Ok, thì đó là những cái thông tin mà thấy mọi người lên hỏi thì Vanessa chia sẻ thêm cho quý vị thôi. Còn đi về Việt Nam mà chúng ta giống như những người trẻ đó mà chúng ta muốn chơi cổ phiếu, hay là chúng ta vẫn sử dụng được nhà băng, vẫn lãnh được tiền lương nếu như mình làm những cái công việc online, thì mình đi du lịch đi trước hay là đi về vài tháng nó vẫn hoạt động bình thường quý vị. Tại vì Vanessa đã từng về rồi, em vẫn cứ chơi bình thường, rồi tiền gửi vào nhà băng họ cũng vẫn lãnh lương. Ví dụ như mình làm YouTube chẳng hạn thì mình lãnh lương họ cũng vẫn trả bình thường. Nói chung chả có cái gì thay đổi hết, chả khác gì mình đang ở Mỹ cả, chỉ có điều là mình đi về nhiều khi cái thời gian nó bị lệch giờ đó thì mình không có làm được, mình không có thức được để mà thì mình sẽ phải chây lệch giờ. Ai mà thức được thì chây đêm đêm hôm mở cổ phiếu chây, còn ai không thức được thì đành phải chịu thôi, chứ không có lo là về là sẽ bị làm sao hết đâu quý vị ơi. Vẫn cứ sinh hoạt bình thường những cái vấn đề ở Mỹ luôn vẫn cập nhật tin tức Hoa Kỳ trực tiếp online luôn quý vị nha. Đó, và xà chỉ lên chia sẻ qua cho quý vị vấn đề như vậy thôi, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái thông tin tìm hiểu thêm về di trú, visa, lịch phỏng vấn rồi các kiểu nha quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và bình an. Bye bye.